Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin của kênh Tin tức mới 365. Bản tin của chúng ta ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý nào? Ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nhưng trước tiên, đừng quên nhấn like cũng như là đăng ký kênh Tin tức mới 365 để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin đáng chú ý nào nhé. Đường sắt cao tốc 58,7 tỷ USD, mỗi km 35 đến 38 triệu USD. Y bác sĩ kêu vì ca trực 115.000 đồng, ca mổ 150.000 đồng. Người lao động bị nợ lương 14 tháng, trường đổ lỗi cho chủ trương. Ai cũng biết tên đầu mối xăng dầu bị tạm rút phép. Đường sắt cao tốc 58,7 tỷ USD, mỗi km 35 đến 38 triệu USD. Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải muốn đường sắt tốc độ cao 350 km/h chỉ chở khách. Bộ Kế hoạch Đầu tư thì đề xuất phương án khai thác tàu khách kết hợp tàu chở hàng vận tốc 200 km/h. Sau 12 năm kể từ lần Quốc hội bác dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam năm 2010, dự án này sẽ được đệ trình trong tháng 9 tới. Thế nhưng đến giờ hai bộ có vai trò quan trọng nhất đối với dự án thì vẫn mỗi ông một phách. Bộ Giao thông Vận tải thì nhất quán quan điểm đầu tư đường sắt tốc độ cao vận tốc 350 km/h chỉ chở khách và hàng hóa nhẹ. Trong khi đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất phương án khai thác tàu khách kết hợp chở hàng vận tốc 200 km/h. Nhưng cái đáng để bàn nhất là vẫn về chuyện tiền và hiệu quả sử dụng đồng tiền. Nếu đề xuất đầu tư 58,7 tỷ USD thì mỗi km đâu đó là 35 đến 38 triệu USD, một con số rất khổng lồ so với suất đầu tư mỗi cây cầu dân sinh, mỗi km đường bộ. Huống chi, hàng không đang làm rất xuất sắc việc vận chuyển hành khách, hàng hóa nhẹ, xuất sắc đến mức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải năm 2016 từng phàn nàn chuyện hàng không vét hết hành khách của đường sắt. Nhớ năm 2010, khi dự án được bỏ phiếu trước Quốc hội, đã có không ít phát ngôn rất là buồn cười. Chẳng hạn phát ngôn những nơi có chỉ số IQ cao thì họ có đường sắt cao tốc, Việt Nam ta cũng chỉ có chỉ số IQ cao. Chẳng hạn đường sắt cao tốc sẽ mở ra viễn cảnh, bà mẹ đi chợ, trẻ con đi học. Hay chuyện đánh thức các nàng tiên dọc dài tuyến đường sắt. Thực ra ý kiến của một số đại biểu Quốc hội năm đó là thể hiện sự chân thành khao khát thôi. Với một đất nước nhiều dài hàng ngàn km nhưng đang sử dụng hệ thống đường sắt cổ lỗ đã lên lão từ thế kỷ trước. Nhưng không chỉ vì chuyện thích hay là không, mong muốn hay là không mà bỏ qua vì vấn đề quan trọng nhất là tiền, là hiệu quả sử dụng đồng tiền. Dự án 56 tỷ USD năm đó với hiệu quả đầu tư kiểu bà mẹ đi chợ, trẻ con đi học hay là những lập luận IQ cao đã bị Quốc hội phủ quyết. 12 năm qua, thu nhập bình quân đầu người đã vượt hơn 3.000 USD, con số mà đại biểu Quốc hội Phạm Chi Lan khi đó đề nghị lấy làm mốc để bàn chuyện đường sắt cao tốc. Chúng ta cần có một sự bắt đầu để sau 30 năm nữa con cháu được hưởng trải nghiệm đường sắt cao tốc, nhưng hiệu quả sử dụng đồng vốn sẽ phải tiêu chí số 1, chứ dứt khoát không thể trình theo kiểu sẽ đánh thức các nàng tiên được. Bởi 58,7 tỷ USD, tương đương 1,3 triệu tỷ đồng, bằng số thu ngân sách trung bình cả năm của quốc gia, con số ấy sẽ thực sự trở thành gánh nặng nếu dự án lâm bệnh đội vốn, căn bệnh mà chúng ta có thể nhìn thấy được ở tất cả các dự án đường sắt đô thị. Y bác sĩ kêu vì ca trực 115.000 đồng, ca mổ 150.000 đồng. Thưa quý vị, hôm 18 tháng 8, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã có một cuộc làm việc với y bác sĩ và lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai. Đây là bệnh viện thứ hai bà Lan đến làm việc chính thức sau hơn một tháng công việc bộn bề tại Bộ Y tế. Phát biểu tại cuộc làm việc, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Đào Xuân Cơ cho hay, những ngày gần đây lượng người tới khám Bệnh viện Bạch Mai tăng cao, mỗi ngày là 6.000 đến 9.000 người khám ngoại trú, 3.500 đến 4.000 người điều trị nội trú, nhỉnh hơn thời điểm trước dịch. Tuy nhiên, khó khăn của Bạch Mai là nhiều trang thiết bị máy móc phục vụ xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, khám chữa bệnh là thiết bị dạng liên doanh liên kết đang phải đắp chiếu do vấn đề pháp lý. Trong 27 đề án liên doanh liên kết trang thiết bị thì có 11 đề án đang chuyển cơ quan điều tra. Hiện cơ quan điều tra đã có văn bản đồng ý đưa các thiết bị này trở lại hoạt động, nhưng mà cũng có những vướng mắc như là hết hợp đồng với bên liên kết, thiếu vật tư, chưa rõ về cơ chế thanh toán chi phí khám chữa bệnh. Những khó khăn này dẫn đến thiếu thiết bị phục vụ khám chữa bệnh, trong khi viện phí mới thu là 4/7 yếu tố cấu thành, nguồn thu của bệnh viện trong thời gian qua giảm 2.000 tỷ đồng một năm, thu nhập của y bác sĩ thì giảm sút. Nêu ý kiến tại đây, nhiều y bác sĩ cũng cho biết, mặc dù là bệnh viện hạng đặc biệt, công việc nhiều nhưng mà phụ cấp trực của y bác sĩ chỉ là 115.000 đồng một ca, phụ cấp phẫu thuật chỉ là 150.000 đồng một ca. Mặc dù thời gian từ 2021 đến nay chỉ có 172 cán bộ nhân viên Bạch Mai nghỉ việc, chuyển việc, nhưng trong số đó là các tiến sĩ, phó giáo sư, là giám đốc, phó giám đốc trung tâm đương nhiệm của bệnh viện. Nguyên nhân chủ yếu là do lương thu nhập thấp, công việc thì căng thẳng vất vả. Theo ông Nguyễn Hồng Sơn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Y tế, mức phụ cấp 115.000 đồng một ca trực như kể trên đã ban hành từ năm 2011, đến nay thì đã rất lạc hậu, đã đề nghị nhiều lần nhưng mà chưa được sửa đổi.
Về viện phí, mức thu viện phí hiện nay của Bạch Mai cũng đã lạc hậu so với mặt bằng giá cả, như một ca siêu âm chỉ 43.900 đồng, không đủ chi phí đầu tư thiết bị, chưa là tính tiền chi lương hay là quản lý. Phát biểu tại đây, quyền Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho hay, đến nay bà đã có 1 tháng 3 ngày làm việc trong ngành y tế với nhiều công việc bộn bề. Về khó khăn trước mắt, đặc biệt trong mua sắm thuốc, trang thiết bị diện đặt được, đặt mượn, bảo hiểm y tế, thì tháng 6 vừa qua là cao điểm thiếu thuốc, hiện đã tháo gỡ được phần nào. Dự thảo nghị quyết để tháo gỡ trong ngắn hạn các khó khăn này, trong đó có cả lương và phụ cấn của y bác sĩ đang chuẩn bị trình chính phủ. Về lâu dài phải có những chính sách dài hạn như sửa luật khám chữa bệnh thì hiện dự thảo luật đang được xây dựng tích cực, còn chính sách cho thiết bị liên doanh liên kết. Bởi dù thực hiện việc này đã là 15 năm nay nhưng mà chính sách lại chưa có, khi cơ chế cơ quan pháp luật kiểm tra là có vướng mắc sai phạm phải xử lý. Vấn đề là phải tháo gỡ được cơ chế, quyền Bộ trưởng nói. Bà Lan cũng tri ân đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, 2 năm dịch Covid-19 vừa qua đã chịu nhiều ảnh hưởng nhưng đã dành nhiều nguồn lực tài chính và nhân lực để hỗ trợ các địa phương chống dịch. Bạch Mai có 172 người nghỉ việc, chuyển việc từ năm 2021 đến nay nhưng lại tuyển mới 206 người, trong đó cũng có phó giáo sư. Trong lúc khó khăn này, tâm huyết tinh thần vì nghề nghiệp, vì người bệnh, sự đoàn kết của anh chị em giúp bệnh viện vượt qua sóng gió, điều đó cho tôi niềm tin, quyền Bộ trưởng nói. Người lao động bị nợ lương 14 tháng, trường đổ lỗi cho chủ trương. Thưa quý vị, suốt 14 tháng qua, chị Nguyễn Thị Thủy bị trường mầm non Hoa Hồng nợ lương chưa chi trả theo quy định vì nhiều lý do khác nhau. Trong khi đó, cơ quan có thẩm quyền dù đã nhiều lần nhận được đơn phản ánh chính đáng của người lao động nhưng mà vẫn chưa giải quyết triệt để. Bị nợ lương 14 tháng khi đang nuôi con nhỏ. Chị Nguyễn Thị Thủy, sinh năm 1984, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk tâm sự. Tôi vào làm việc tại trường mầm non Hoa Hồng, xã Đắk Giêng, huyện Lắc từ ngày 1/9/2012. Theo hợp đồng lao động có xác định thời hạn 1 năm với chức danh là chuyên môn là chế biến thực phẩm, tức là cấp dưỡng. Liên tiếp những năm sau, tôi tiếp tục được nhà trường tái ký lượt các loại hợp đồng lao động có xác định thời hạn, làm việc ổn định tại đó. Đến ngày 1/4/2016, sau một thời gian cống hiến sức lao động, tôi được ký kết hợp đồng lao động số 07HDHH theo quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP với tiền lương được hưởng theo bậc 1/12 và tiếp tục được nâng lên điều chỉnh theo quy định. Chị Thủy nói thêm, trong suốt quá trình làm việc từ năm 2012 đến nay, tôi luôn hoàn thành nhiệm vụ công tác được giao, chưa bao giờ bị kỷ luật và nhận được nhiều bằng khen của các tổ chức. Tuy nhiên, vào tháng 6/2021, Ủy ban Nhân dân huyện Lắc ban hành quyết định về việc giao biên về số người làm việc theo hợp đồng nghị định 68/2000/NĐ-CP theo quyết định ban hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo đó, trường mầm non Hoa Hồng buộc phải tinh giản một người nhưng có 4 nhân sự kể cả bảo vệ đang trong diện hợp đồng kể trên. Lãnh đạo trường đã tổ chức bỏ phiếu kín và kết quả tôi là người nằm trong diện tinh giản. Nghịch lý là suốt từ tháng 7/2021 đến nay, tôi chưa được hưởng đồng nào trong khi chưa có bất kỳ quyết định chấm dứt hợp đồng từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Dù không có lương trong suốt 14 tháng qua, nhưng mỗi ngày tôi vẫn đi làm việc theo sự phân công của lãnh đạo trường, tức là làm việc không lương trong khi đang dạy phải nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Ngoài ra chồng cũng đang thất nghiệp nên nhiều tháng qua, tôi trừ ra thời gian để đến trường làm việc, đành phải bán hàng online để kiếm thêm thu nhập, trang trải chi phí cuộc sống, chị Thủy chua chát cho hay. Cơ quan chức năng chậm giải quyết. Chị Thủy đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị phản ánh lên lãnh đạo nhà trường cũng như là phòng nội vụ, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Lắc đề nghị giải quyết, chi trả lương theo đúng quy định của Bộ luật Lao động. Nhưng mà nhiều tháng trôi qua, sự việc thì vẫn đâu vào đó. Bà Đỗ Thị Duyên, hiệu trưởng trường mầm non Hoa Hồng cho biết, trường vẫn đang phối hợp với cơ quan có thẩm quyền ở huyện tiến hành giải quyết chế độ tiền lương cho chị Thủy. Đơn vị đã xin ý kiến huyện, tổ chức họp nội bộ nhiều nhưng mà vẫn chưa thống nhất được các nội dung cụ thể nào. Đơn vị có 4 người đang thuộc diện hợp đồng theo nghị định 68 và theo yêu cầu của Ủy ban Nhân dân huyện buộc phải tinh giản một nhân sự. Trường đã bỏ phiếu và chị Thủy là người được chọn. Kế toán đã cố gắng chi trả tiền lương cho chị Thủy nhưng mà kho bạc từ chối vì chỉ giải quyết cho những nhân sự có trong chỉ tiêu biên chế của trường. Còn trường hợp dôi dư ra như của chị Thủy thì không được giải quyết chi trả. Ông Tô Tuấn Anh, trưởng phòng nội vụ huyện Lắc nhận định, đến thời điểm này, Ủy ban Nhân dân huyện chưa có tác động gì, thực hiện đúng theo chỉ tiêu giao biên chế 2021, theo hợp đồng theo Nghị định 68 của Ủy ban Nhân dân tỉnh giao. Thời điểm tháng 8/9/2021, dịch Covid-19 bùng phát mạnh và có một số trường hợp nhân viên cấp dưỡng đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi chưa thể thực hiện thanh lý hợp đồng, nên Ủy ban Nhân dân huyện có tờ trình gửi Sở Nội vụ, Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét cho bổ sung chỉ tiêu một số biên chế. Tinh giản biên chế là chủ trương chung của tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu giảm 3 trường hợp, còn cho 2 nghỉ việc là tùy cơ sở. Hiện huyện vẫn đang giả soát lại, vẫn chưa ra quyết định chính thức cho người nào nghỉ việc. Theo ông Tuấn Anh, đối với việc chị Thủy bị nợ lương 14 tháng thì thẩm quyền thuộc nhà trường, nếu có tinh giản người nào cũng phải theo quy định của pháp luật, đặc biệt là Bộ luật Lao động. Tức là đến thời điểm ban hành quyết định cho nghỉ việc mới dừng chi trả lương, hợp đồng của chị Thủy vẫn còn hiệu lực và trách nhiệm của nhà trường là phải chi trả tiền lương theo quy định.
Xảy ra sự việc này một phần do lỗi của nhà trường. Kho bạc làm sao biết được trường hợp của chị Thủy thuộc diện tinh giảm để từ chối chi trả. Khi tinh giảm cắt hợp đồng một nhân sự nào đó, thì phòng nội vụ phải tiến hành nhiều quy trình như là giả soát, kiểm tra, tham mưu Ủy ban Nhân dân huyện, xin ý kiến thường trực huyện ủy trước khi triển khai. Đơn vị sẽ xuống kiểm tra làm việc với nhà trường đối với trường hợp của chị Thủy, ông Tuấn Anh nhấn mạnh. Ai cũng biết tên đầu mối xăng dầu bị tạm rút phép. Thưa quý vị, hết xăng nghỉ bán, báo cáo từ địa phương cho thấy vẫn là căn bệnh cũ, như doanh nghiệp chờ sát ngày điều chỉnh giá mới nhập hàng vào, dẫn tới không đủ hàng để bán. Việc 7 doanh nghiệp xăng dầu đầu mối bị rút phép tạm thời đặt ra những câu dấu hỏi lớn về trách nhiệm quản lý để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với mặt hàng xăng dầu. Đã có 38 doanh nghiệp được cấp phép hoạt động là thương nhân đầu mối để cung ứng xăng dầu cho nền kinh tế, tăng khá so với trước. Thế nhưng mà đông nhưng mà không chuyên, quản lý không chặt, có lúc gây rắc rối cho thị trường xăng dầu. Dù đã là tăng thương nhân đầu mối xăng dầu, vẫn xảy ra tình trạng thiếu cục bộ. Dù Bộ Công Thương khẳng định không thiếu, vẫn có tình trạng nghỉ bán hay là treo biển hết xăng. Về dư luận thì cửa hàng nghỉ bán hết xăng đang chỏi lại tuyên bố của Bộ Công Thương. Hết xăng nghỉ bán, báo cáo tiêu thụ địa phương cho thấy vẫn là căn bệnh cũ, như doanh nghiệp chờ sát ngày điều chỉnh giá mới nhập hàng vào, dẫn tới không đủ hàng để bán. Những lý do này có thể chấp nhận nếu là hàng tiêu dùng phổ thông, còn với xăng dầu thì không thể chấp nhận. Đâu phải doanh nghiệp nào cũng muốn có thể kinh doanh xăng dầu. Để trở thành thương nhân đầu mối xăng dầu, doanh nghiệp phải thỏa mãn nhiều điều kiện, quyền lợi đi cùng trách nhiệm. Quyền lợi đó là được chọn mặt gửi vàng làm đầu mối kinh doanh xăng dầu. Trách nhiệm đó phải đảm bảo hệ thống xăng dầu đáp ứng đủ nguồn cung ở bất kỳ một hoàn cảnh nào. Để xảy ra thiếu nạn xăng dầu, nghỉ bán cục bộ cho thấy có một số thương nhân đầu mối chưa làm tròn nghĩa vụ của mình. Tình trạng này lặp đi lặp lại, giá lên treo bảng nghỉ bán hết xăng, giá xuống cũng treo bảng hết xăng nghỉ bán. Để chấn chỉnh thì phải có biện pháp cứng rắn. Như mới đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã thành lập 3 đoàn thanh tra của các doanh nghiệp đầu mối. Ngoài ra còn hàng loạt cuộc kiểm tra hàng nghìn cửa hàng xăng dầu để làm rõ nguyên nhân và tìm ra thuốc trị. Đây là dịp để ngành xăng dầu tự soi lại, từ công tác quản lý đến thực thi, xem toàn hệ thống đã đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi của xã hội hay chưa. Cuộc kiểm tra cũng là để trị nạn xăng dầu giả, kém chất lượng, nguồn cung, chiết khấu và cách quản lý các cửa hàng đại lý trực thuộc. Kết quả bước đầu đã có 7 doanh nghiệp xăng dầu đầu mối bị tạm rút giấy phép. Và còn gì nữa, dư luận đang chờ, đó là các giải pháp chấn chỉnh quản lý đầu mối, cửa hàng, đại lý trực thuộc, là xóa sổ nạn xăng giả, xăng dầu ngoài luồng, là công tác công khai minh bạch trong quản lý thị trường xăng dầu. Giá xăng dầu liên quan đến túi tiền của người dân, lời lỗ của doanh nghiệp, vì thế luôn có yêu cầu phải công khai minh bạch hoạt động kinh doanh xăng dầu ở mức đủ để xã hội có thể giám sát. Thế nhưng mà thời gian vừa qua, nhiều thông tin liên quan đến thị trường xăng dầu vẫn còn kín đáo. Ngay kết quả kiểm tra thanh tra cũng ít được công khai, trong khi người tiêu dùng nếu có đủ thông tin này thì cũng là cách để gây sức ép, buộc các đầu mối xăng dầu phải làm ăn bài bản hơn. Mong muốn của Bộ Công Thương là lành mạnh hóa thị trường xăng dầu. Bài học cho thấy càng công khai minh bạch, kể cả những sai phạm của doanh nghiệp chính là xóa đi những góc khuất trên thị trường xăng dầu. Khi Bộ Công Thương công khai 7 tên doanh nghiệp bị tạm rút giấy phép, đó cũng là lời cảnh tỉnh cho các đầu mối khác, răn đe các đại lý cửa hàng phải thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia kinh doanh mặt hàng này.